trùng mình nhão quá nhão rồi. Ê kèn câu liệt kìa, coi 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 cái kèn câu kìa cả nhà ơi, nằm sát mấy nước luôn, sát mấy nước luôn rồi. Ê, con cá gì vậy? Con cá chê, cá chê cả nhà ơi, cá chê, cá chê. Này là hai anh em mình cắm xong rồi đi về gà gảo lại đó cả nhà ơi. Ơi ơi gảo lại nè cả nhà. Ôi ôi cá chê kìa, này cá bằng cầm tay nó gì. Ừ, cá chê trắng nó quắn vô cái cây luôn nè cả nhà ơi. Này là anh em mình vừa cắm xong là chuẩn bị đi về. Ôi ôi con nó xe vô đây rồi, rồi sao gỡ đây, rồi sao đây, cầm cây này về luôn, cầm cây này về luôn, tối mình ra mình bắt mồi mình cắm lại được không? Ừ chứ giờ sao giờ. Ôi dạ con nó xe luộn vô đây nè, nó xe vô cái cây quá trời, nó nuốt cái lử ra, nuốt cái lử luôn rồi. Không có cái lử nó móc đây nè, móc vô cái hàm trên. Ừ cầm cân đi quá đã cả nhà ơi. Ôi thì anh em mình đi cắm tốt tốt trên mừng trên kia, thì bây giờ quay về để mà đi gảo. Giờ này nước đang gồng, nước đang kìa. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, thấy không kèn câu kìa. Cá chê, cá chê, cá chê nó mới quở cái đuôi lên kìa. Cá chê, cá chê cả nhà ơi, rồi làm tèn 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 cầm vậy luôn. Chơi giờ sao giờ, mình không có đem vợt theo cả nhà ơi, mình tính cắm xong rồi tối anh em mình mới thăm đảo lợi rồi nè. Vậy rồi làm sao? Cầm hai con vậy luôn, vuột không đây, hai tay hai con coi cái lử nó, cái lử này nó dính sâu không đây cái đã. Ôi rồi ok.
bẹp nhóc trơn kìa. Trời ngay bóng còng này coi. Góc còng này xuống dưới chân cũng được ha. Đó. Này nước lớn lên là im lắm. Cái này nước nó rồng mà chứ phải nước lớn lên là cấm là ok luôn. Cá cá ngoài bọng ngoài kia nó vô. Gáo. Cái gáo đó bị người ta cưa, người ta đốn rồi đó nha. Ây, ở đây có dịch nè, có trứng dịch đẻ ở đây nè. 17 rồi đó. 17 rồi. Dịch nó lên chỗ này. Dịch lên chỗ này nè, nó chuồng dịch của ta nuôi đó. Chỗ này im quá ta. Xuống đây cắm đây cần. Anh em mình cắm cũng còn một ít nữa hết rồi cả nhà. Mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ im nè. Chỗ này gì sao sao cắm ta, cắm xéo à. Cá tắt bên kia kìa. Ở đây cá nhiều lắm, cái kinh này cá nhiều. Ê, đất mềm mộng mà dính chắc nó lôi đi luôn á. Đó. Giờ mình chỗ này cá nó ụt quá trời ụt luôn rồi cá nhà ơi. Cầm ngay cái vòi này thử. Ngay cái vòi. Cắm cho anh thiệt cứng luôn. Ui, chút xíu té rồi. Giờ mình đi đường nào vậy? Đi ngược chứ ra. Ra đi mấy anh kia đi. Mấy anh này nè, dễ đi. Anh em mình cắm còn có chừng chục cần nữa hết cái này. Chín mấy cần. Bông mà tối nay trúng thì là to. Mình cắm cá lóc là khủng rồi, quay cho cả nhà xem cả nhà. Cá lóc khủng chắc không có, dây găng này nhỏ nhỏ không. Ê, cá bự quận. Khòm khòm sợ nó cái mít nó rớt không à. Dạ anh em. Hôm nay độ ông tà ơi. Cái gì vậy, coi con trụng gã nè, gì rồi kìa. Không biết con cá nào ăn nữa. Kệ đi chứ là giờ không có đem mồi theo. Mình có mua bơ, mình có mua dế, mình dự trữ ở nhà tối để dành đi thăm. Lỡ có hết mồi mình móc mồi dế cho hết trùng rồi. Thường thì trùng dưới dế thì cá rô phi với cá chê đồ này kia thì nó phái ăn lắm. Lại bộ lục bình này.
quá trời. Dạ. Giờ anh em mình cắm hết chín mấy cây cần câu rồi cả nhà. Giờ anh em mình về. Tối nay anh em mình đi thăm mà quay lại cho cả nhà xem nha cả nhà. Con cá gì ghẻ nhỏ nhỏ đây nè cả nhà. Cá gì ghẻ ta? Cá gì? Hết màu. Tối đem vế thay mới được. Trùng mình nhão quá nhão rồi. Ê cây câu liệt kìa. Coi 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 cây cây câu kìa cả nhà ơi. Nằm sát mấy nước luôn. Sát mấy nước luôn rồi. Con cá gì vậy? Con cá chê. Cá chê cả nhà ơi. Cá chê, cá chê. Này là hai anh em mình cắm xong rồi đi về gảo lại đó cả nhà ơi. Ơi ơi. Gảo lại nè cả nhà. Ôi ôi cá chê kìa. Này cá bằng cầm tay nó gì? Ừ, cá chê trắng. Nó quấn vô cái cây luôn nè cả nhà ơi. Này là anh em mình vừa cắm xong là chuẩn bị đi về. Ôi ôi con nó xe vô đây rồi. Rồi sao gỡ đây? Rồi sao đây? Cầm cây này về luôn. Cầm cây này về luôn, tối mình ra mình móc mồi mình cắm lại. Được không? Ừ. Chứ giờ sao giờ? Ôi dạ. Con nó xe luộn vô đây nè. Nó xe vô cái cây quá trời. Nó nuốt cái lử ra. Nuốt cái lử luôn rồi. Không có cái lử nó móc đây nè. Móc vô cái hàm trên. Ừ, cầm cân đi. Quá đã cả nhà ơi. Ôi. Thì anh em mình đi cắm tốt trên kia thì bây giờ quay về để mà đi gảo. Mình không có đem vợt nữa, mình tính dự định là tối đi mới đi thăm mà mình mới đem luôn thôi chứ. Cá chê này, cá chê trắng cả nhà, chê trắng. Chê đồng thì nó vậy đó. Gặp cây câu nằm sát mấy nước hết hồn chứ. Giờ này nước đang ròng. Nước đang. Kìa. Cả nhà ơi. Thấy không cây câu kìa. Cá chê. Cá chê nó mới quở cái đuôi lên kìa. Cá chê cả nhà ơi. Rồi làm. Tèn. Cầm vậy luôn. Chơi giờ. Sao giờ? Mình không có đem vợt theo cả nhà ơi, mình tính cắm xong rồi tối anh em mình mới thăm đảo lợi rồi nè. Vậy rồi làm sao? Cầm hai con vậy luôn. Vuột không đây? Hai tay hai con. Coi cái lử nó. Cái lử này nó dính sâu không đây cái đã. Ôi, rồi, ok. Trời ơi. Trường hợp này quá dữ, quá đã. Hai con cá chê cả nhà ơi, hai con cá chê trắng. Con to, con bé. Cá đồng thì nó không có bự đâu nha, nó chỉ vậy là ngon rồi đó. Nó liêu ghiêu à. Chỉ ngày cái giờ anh em mình cũng mới ăn cơm xong, bây giờ chuẩn bị đi thăm cái nhà nè. Mình có chuẩn bị hồi chiều bịch dế nè. Anh em mình mua bịch dế 10.000. Ở đây là hai chú cá hồi chiều mà anh em mình đi gảo là được cả nhà. Hai con cá chê nè. Mình đem theo cây kìm với cái vợt. Đó, để dành cây kìm thì để dành mình bấm gai nó. Cái vợt để dành có cá bự xúc bục dế. Rồi, mời cả nhà đi theo anh em mình cái nơi thăm hai câu. Mong lần đêm nay dính bộn xíu cả nhà ơi. Chổi mồi dế này là không biết sao chứ mồi trùng là nó im lắm. Rồi, thêm cái coi gì đây. Ê, cá chê bay ra. Cá chê bay. Để thùng xác mé. Xác mé cho nó bay luôn. Mấy, hết mồi. Mấy ruộng á. Để đổi con dế vô coi, đổi phong thủy vô. Lột cộng với hung này ra. Hồi nãy trong nhà không thấy nước, đi ra đây cái khác nước. Dế này còn nhỏ không ta? Với cái lưỡi câu này dính khó vuột lắm, tại vì nó quéo vô rồi nó muốn thành y như cái nốt nhạc, nó muốn vòng tròn luôn. Hết mồi. Trùng của mình đào hôm trước á, cái để tới hôm nay cái nó bị muốn chết, cái con trùng nó bủng cho nên là nó dễ hết mồi quá.
đào do là trùng đào qua đêm để qua nhà nó giống như nó chết đúng không? Chết. Xong cái nó rã lại ra. Với lại mình đào nó bị đứt á, cái nó chết. Con cừu này chắc hết mồi nữa. Hết mồi nữa. Mất mồi dế. Trùng hết mồi thì đưa dế vô nó đi sao. Dế này chắc cá rô ăn nhiều. Cái câu này khó móc kịp. Nó xíu xíu xíu. Quên móc ngay cái đầu nó. Quên nó cứng. Hãy coi chừng chợt nè, dễ cả này giờ này có mùa sương xuống ướt ướt đất thì đi ưa chợt lắm. À, dính kìa. Ơi ơi ê, ê, ê. Cá liệt cả nhà, đừng có gọi ngay ngay chân cái kèn câu là nó không có chá, gọi nên né gì nè là thấy à, thấy không? Rồi thấy thấy thấy. Cá dinh cả nhà. Cá rô cả nhà ơi. Con cá rô. Một cá rô đồng. Em cá rô đồng. Bịch dế này buông ra nó đi không biết. Không đâu, cao vậy nó không có nhảy đâu tới đâu anh. Một em rô đồng cũng ơi, cứ cá rô đực gì ốm á. Nó không còn miếng trùng, con này đói gì lắm. Dế nè, thường thường ta câu đi câu cá chê á, ta câu cá ta cũng câu bùa dế này cũng dính cá chê nữa. Còn này ú con được rồi. Dế mà có dế ú, dế ốm nè. Ú nè mày, ú nu nè. Đúng mà mùa xưa mới xuống ướt nhẹp chân. Cái dây thẳng văng đi. Nó, cá nó lôi vô mé nè cả nhà. Rồi mất gốc rồi. Nó lôi xuống gốc xuống. Lôi xuống như này dính như này. Ừ. Đâu mà lúc dưới này dưới cái tàu. Còn nữa hả? Cũng nó ra rồi chứ. Ôi ôi nó quắn xuống dưới cái cục gác này nguyên chùm luôn, giọt rồi. Cái lưỡi câu này dính ít, khó khi nào giọt lắm. Tại vì nó xém vô vậy nè. Nó kéo xuống tới dưới góc dưới luôn hả? Dạ. Cá nó lòi cái lưỡi câu xuống tới góc luôn. Ừ, nó dính, nó quắn nguyên cục cỏ tuốt ở dưới, không biết cá gì. Mình đi thăm trễ nè, với là mình vô tắm rửa ăn cơm nữa là nó sảy luôn rồi, giọt luôn rồi. Đấy. Không có con này. Không sao, không sao. Còn khác. Mấy chỗ này chịu có cắm thôi. Đoạn trên kia. Có cái trên kia mình cắm nhiều. Đây có nè. Kè 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 lè lè kè. Thấy không, thấy không? Nhà thấy cái nó rung rung cả nhà. Cái câu nè. Cá rô nữa kìa, anh thấy cá rô à. Rô động. Ồ, con to to không vậy? Ý, im cả nhà ơi. Cá rô to lắm, thấy không? Thấy. Con này cũng trọng ha. Trọng trọng không mà nè, rô ngon ngon không à. Giờ này cũng tối cả nhà. 8 giờ đúng không anh? Hồi nãy mình ăn cơm là 7 mấy rồi đó, 7 rưỡi rồi. Dế này cho 2 con đi, con nhìn thấy nhỏ quá. Dế này như nó không có bay tới. Nó rút rút xuống ba cái này không à. Nó rút xuống mấy cái người ta chim vô đó. Cái gì vậy? Sao dây dùng thế? Vụ gì nữa đây? Vụ gì nữa đây? Ôi mắc. Trời ơi dính cỏ. Cái này chắc là vụt nữa rồi cả nhà. Ôi nó quắn vô cục luôn nè. Dính cá sảy nữa rồi. Xua dữ ta. Sảy không ta.
giờ này cái lỗ mới cũng cũng xe cũng vắng. Giờ này 8 giờ mà lỗ mới đèn thì vẫn sáng mà xe thì nó dần thưa. Đây thì cũng khá là sát lỗ mới cả nhà, đó xe khách đang chạy đó. Con vé này nó không chịu chìm nữa, chìm đi chìm xuống cá nó mới mê chứ còn đu đu ở trên. Ê dính nữa kìa, dính nữa cả nhà, dính ơi. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, liệt liệt từng câu cả nhà ơi. Nè bên này ông bà đậu rồi, ý cái rô nữa rồi, cái lưỡi câu dính mép mép cái mỏ đó kìa cả nhà, cái chỗ lưng hàm trên luôn. Con này nó ăn cái đầu nó chạy á, sức nó cắn được cái nó chạy luôn, lưỡi sóc lên nó hàm trên luôn. Cái rô động không mà ta, có cá là được rồi, có dính là được rồi cả nhà, cả nhà. Đổi lại quay quay cảnh này nhìn giống sông nước hữu tình mình hơn à, sáng ra gặp đậu mắt tiêu dữ nữa. Ê, gặp cái đậu mắt tiêu là gãy cần luôn rồi, đúng rồi, gặp cái đậu mắt tiêu nó gạch lúc xuống á, chứ nó cái đậu mắt tiêu ra còn cần không có đậu nó gãy. Chỗ này chiều anh có cấm không ta? Không không không. Vâng, nhớ như nghe cái keo bình bát này không cấm. Không lẽ có cấm mà dính cá chê hồi chiều đó. Ờ à, rồi quên, dính cá chê chiều nhổ vô rồi. Hồi nãy hai anh em đi ra thăm cũng quên em hai cần kia theo luôn cả nhà ơi. Dính gần đây phải không? Không, gần đây nè, đó. Dính cái nào, dính cái nào. Gung cỏ luôn kìa. Vô rồi. Rô đồng nữa rồi cả nhà ơi. Ê, rồi. Sao không được ăn rồi. Ơi máng cộng cao muốn. Anh cá rô đó tâu tâu cũng mấy kiếp rồi đó. Tại anh bệnh, anh nắm anh bệnh nên nó dính cộng cao muốn kìa, chứ thôi nó không xích đâu. Anh cá rô đó về là ăn chay luôn đó cả nhà. Nghĩ dám ăn trùng luôn. Vậy chứ nó đói tối, nó đói tối tối nó lụm nữa à. Cá này nước nó nước gồng quá gồng, nước xiết cái lá nó trôi này nè. Mình thấy sao thấy hiu quá vậy, con nào nó nhí nhí còn khó móc hết. Giờ này sương xuống rồi đi nó hơi ướt quần, lạnh lạnh, có cảm giác lạnh lạnh. Cái gì mà đứng im ru vậy, hết mồi cái gì rồi, hết mồi. Bây giờ cái lưỡi câu này nhảy quá, động qua cái là mất. Cha nói lưỡi câu này là lưỡi câu mùa trùng này, hoặc là của mấy người dân câu mùa trùng. Bởi vì mua loại lưỡi cái lưỡi câu này là dính nó ít chuột lắm. Vậy dân câu mùa trùng là nó chuyên móc trùng hay sao? Thì nó cái lưỡi câu đó móc mùa trùng không à, chứ móc mùa khác không móc được. Nó quắn, nó cuốn tròn vô luôn, nó muốn thành vòng tròn luôn, cho nên là khó móc lắm. Mà cũng khó dính cá lắm nha. Con cá mà nó ăn vô là tại vì cái nó cuộn tròn vô vậy nè, khó dính, mà khi dính là khó vuột lắm. Sao cục mồi này nó nổi ta? Dế mà. Vậy đi. Con dế nó ngoe, cá nó mới thèm. Rồi anh này shooter nữa rồi. Anh này thấy dây dùng nữa. Hết mồi. Bàn cá rô dễ phá mồi quá. Móc ngay cái đầu em luôn, móc ngay cái đầu em luôn nè, hết mỏi chọi cái chèm luôn rồi. Anh chọi mạnh quá, cái lực này nó chìm đúng rồi, hết mồi nữa gì im ru. À thấy mấy cầm dây nằm im ru là hiu quá ta, hết mồi thiệt. Ở đây mấy cái lùm này nè, hy vọng là đừng có ai đi xiệt đường này nha.
Nay trời yên lặng chắc mấy ông sẹt không đi đâu. Vì là nước lớn tới đây rồi ơi. Nó không lên nữa, nó có cái bực có dấu luôn đó. Mình cắm mồi này không có sợ lớn rồng gì, không sợ chứ. Sudo nữa rồi. Sudo vô mé lục bình này cả nhà ơi. Ít mồi nhiều quá. Hao mồi quá ta. Tại trùng mình ấy chứ không phải trùng mà mới là nó dai lắm. Con trùng nó còn cái độ dai. Còn mà mình bỏ qua đêm rồi cái con trùng nó kiểu nó chết á, cái nó hơi bụng bụng, nó hơi nhão nhão con trùng rồi. Nghĩa mấy bé này gã rồi đúng không? Cá gô nó nghĩa là sức chân. Còn con trùng mà còn ấy là nó dai lắm. Anh dục cái nó chìm mà lấy rút kinh nghiệm mà dục đi. Anh bóp cái đầu lại không, anh cho nó chìm mà. Nổi lên rồi nó tấp vô cộng cao 4 rồi con cá nào đâu ăn được luôn. Ở đây cũng có con cừ. Chút xíu là không thấy à. Hết mồi. Mấy cái chuối bên mé bên này ai chặt hết rồi ha. Nè mấy người chủ đất á, ta chặt, ta trồng xả lại đó. Vẫn còn một hai cây người ta chặt, người ta trồng xả lại cả nhà ơi. Hồi trước mé bên này chuối nhiều lắm. Trồng khinh gạch luôn á. Trồng nhiều quá cũng đâu được, cản đường, cản xá. Sao cái đèn anh đi hỏi tuột lắm không ta? Lỏng, dây lỏng á. Dính rồi cả nhà, kìa. Để quay cho cả nhà coi. Nhà hai cây này, cái cần cái nó giật giật không cả nhà? Cá gì đây? Giật này yếu chứ cá nhỏ. Cá rô rồi, cá rô nữa cả nhà. Rô đồng. Nè cả nhà, cá rô cũng bự. Nói chung cũng vừa chứ không bự mà cũng không nhỏ. Vừa ăn. Cái này cá đực không hay sao, ốm rồi nè. Cá rô nãy giờ dính cá rô nhiều. Cá tre này lúc chiều cắm xong đi về dính nè cả nhà. Hai con đó chiều vừa cắm hết câu là anh em mình đi gảo lại á, đi đảo lại, đặng đi về nhà đảo lại thấy nó liệt đọt. Dính cá dê làm nôm quá mà tối dính cá rô ha. Nếu mà trùng á, trùng là giờ này là có thể dính cá tre nhiều. Đợt nhập hết trùng. Trùng của mình trùng chết nữa. Trùng sống là ngon rồi, trùng sống là im luôn á. Thấy khen câu này lôi vô cỏ nữa nè. Lôi vô trà rai nữa nè. Lôi vô nhánh dừa cả nhà. Ơi dính con cá gì nè. Cá rô gọi chết queo rồi. Lôi vô nhánh dừa cái ngọt chết queo luôn rồi. Không có lên ngớp được đúng không? Ê vô nè cả nhà ơi. Cá rô ba lớn mà lâu vô trà này nè. Nhìn cái nhánh dừa non luôn. Cái buồn. Nhánh gì? Ừ. Không phân biệt được cái nào buồn dừa, nào nhánh dừa nữa. Cá anh bỏ đâu rồi? Nó. Đâu? Anh dụng cá xuống đây rồi. Cá chết queo rồi, sình thì cua nó ăn rồi. Nên nó chết, nó quấn cây chết cái con cua là nó ăn bấy nhảy cái đuôi hết trơn rồi lấy gì nữa. Dế này móc được ba con lử không ta. Dế này suy dưỡng này. Ấm ấm rồi. Đưa em nào em lấy mập bự ú móc. Lử con vàm như thế đó. Mong là clip đi cắm câu của anh em mình được cả nhà đón nhận thật là nhiều nha cả nhà. Nếu mà clip này được cả nhà đón nhận và ủng hộ thì anh em mình sẽ làm về chủ đề này nhiều hơn cho cả nhà xem. Ủa em nhớ đây có một cần mà ta. Ờ cần dính cá chê hồi chiều. Chê đem vô chịu đó. Hết mồi.
mùa dế là theo ba cái nước sấy này là lụm liền. Dế con quá bé thiệt. Dế này loại loại ta mua cho chim kiển ăn nè, với mấy người đi câu á đúng không? Câu cũng cũng người ta cũng không lấy dế này nữa, dế này quá nhỏ rồi. Này mua về giống cho nuôi mấy ông sáo này, này kia đúc mấy chim sáo với mấy, nói chung là mấy chim kiển á, ta mua dế này cho ăn. Hồi đó lúc còn làm cho mình Dương á cả nhà, thì được có một quen một người anh cũng là chơi chim kiển, ổng ổng cho chim ăn bằng mấy cái con sâu gì mà nhỏ xíu anh Năm, biết đâu có gành về mấy con đó đâu, con nó giống như con sâu chiếu, con chiếu của mình chứ đấy, mà nó không có chân nhiều, nó tròn vo, thấy mấy con đó hoài mà có biết tên của nó còn gì. Ổng ổng hút lên tay ổng một nắm vậy đó, xong ổng đưa cho cả nhà ơi, đưa cho chim ăn. Ôi 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 ôi, liệt 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 liệt, ở nhà coi nó kéo cái cần cả nhà, cá rô nữa lên mặt nước luôn kìa, kìa kìa. Ồ, ồ, chạy nè, chạy nữa đi, nãy giờ tao hết mồi hoài luôn, mấy em phá mồi anh quá chỗ lên mắt luôn, thu nhập yếu quá. Móc ngay cái đầu cho dai dai. Dế này bé này. Tại sao có mua kêu cô lấy dế bự bự, sao nó nổi thành như vậy hả? Đường mưa trơn trượt quá cả nhà ơi, chỗ này chiều có cấm không em? Không anh ơi, chị ta nó này im à, bên đây nè, mình phải làm dấu mới được thôi, mình không nhổ, mình cấm xong mình nhổ lên còn muốn chặn ai nữa, sao con cá nó lôi được nổi, cá không thể nào lôi nổi trên câu này, nếu mà lôi lên được chắc cũng bự lắm. Chìm chưa? Ây da, đụng dễ cây à. Rồi, đi đi. Thì cũng lâu rồi anh em mình ngừng hoạt động á cả nhà. Thì bây giờ ra clip lại đều đều, tại vì ngày trước là mình bị mổ cục thừa cả nhà ơi, cho nên là hai anh em ngừng hoạt động một thời gian khá là lâu, hơn một năm rồi cả nhà. Thì bây giờ sức khỏe tình trạng cũng được ổn định lại rồi. Thì anh em cũng đầu tư chỉnh chu về thiết bị máy móc để mà quay cho cả nhà xem những cái đoạn video sắc nét mà nó rõ nhất. Mong cả nhà luôn ủng hộ ha, thương tình và ủng hộ hai anh em mình. Ủa, anh cắm cái trong cái ngoài luôn hả? Hai cân cân trong vừa. Trong kia có mấy chú đi xịt hay sao, thấy có đèn nè. Đó. Đó, trong đó đó. Bên hàng cây bên này nè. Chắc vậy. Chắc từ ngoài hình luôn đó. Từ ngoài cũng hết mồi luôn. Ê ơi, nhỏ lên. Chẳng ai á. Nếu mà mình nhỏ chẳng ai vậy là cá nó đâu có bứng nổi đâu đúng không? Bứng thì nổi, bứng. Mình nhổ hai tay nhổ bệnh lên còn muốn, nó còn muốn không lên nữa, con cá nó lội sao rồi lên nổi, chỉ là sợ cá bự nó gịch gãy cái đọt này nè, đọt con câu nhỏ nó quặt á, chứ thôi là đứt dây thôi chứ không có nào mà gãy lên trên câu nổi chứ. Thank you.
chỗ này quá ngon luôn cả nhà ơi, mà hết mồi nữa nè. Hết mồi vậy. Chiều anh thấy trùng là anh thấy cũng không mê rồi. Trùng nó bị rã hết rồi đúng không? Với lại một phần là đi cắm trễ cả nhà, thì không có móc trùng vô, mà không có đi cắm, mà vừa cắm vừa móc được thì nó sẽ bị lâu, nó tối. Nên là anh Chí anh cắm sẵn, anh móc trùng sẵn vô là hai anh em đi ra là cắm, vừa cắm vừa quay cho cả nhà xem. Mà trùng thì cũng bắt được mấy ngày trước nên là nó bị rã hết rồi cả nhà. Mỗi trùng mỗi ấy, tại vì mồi trùng nó bở rồi. Ơi dính được ơi, dính. Ủa em thấy con dây im ghê mà. Nè. Anh dở lên sao mà nè. Yên cá gô đồng bự lắm. Cá gô bự lắm cả nhà ơi. Bùa xin lỗi cả nhà, bùa hông chui vô lỗ mũi. Trời ơi cá gô nè. Con này cá gô này to nhất trong đám nãy giờ cả nhà ơi. Trời ơi, cả nhà cá gô nè. Anh xè bàn tay cho cả nhà coi cái kích thước của cá rô á. Dài hơn mình cả nhà. Mà nó ốm, nó cái gô này thì cái này cũng to cả nhà. Nó dài lắm. Gần bằng cái bàn tay của anh Chí luôn. Thấy không? Thấy. Ừ. Mà nó ốm á. Không, con gì là em thấy to đó anh, to nhất mấy con trong tất cả cái con nãy giờ luôn. Đúng rồi. Anh thấy nó không có lâu không gạch chân, anh tưởng đâu nó dính gốc dưới á. Nãy đi lại cái cần tưởng đâu hết mồi nữa cả nhà, dây dùng luôn. Tưởng đâu dính gốc tới nắm kéo nhẹ lên sau anh gạch xuống. Ây da, kiến lửa. Hiền quá, anh không có chạy như mấy anh nãy. Bự mà, em là im quá ha. Em là chạy nãy giờ đau mỏ, không chịu nổi nữa. Cá rô bự hả? Tiếp tục cả nhà ơi. Cuộc hành trình này quá. Cây có cỏ. Các ông bà cô chú anh chị nếu mà thương tình hai anh em tụi con thì ủng hộ hai anh em tụi con bằng cách nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ anh em tụi con. Like với đăng ký kênh nó không có tốn tiền cả nhà ơi. Dính em ơi. Đâu anh? Kìa, cái lôi kèn câu công dặm luôn nè. Nè cả nhà. Lôi cần câu vô câu muốn luôn nè cả nhà. Không biết cái gì. Cái gì đây? Ơi cá rô nữa. Cá rô mà sao to dữ vậy? Ê, coi chừng nó giọt giống mấy con nãy. Ôi. Tính nói mày vừa nói coi chừng nó giọt luôn rồi. Ý. Nhưng mà lưỡi nó dính mép quá. Dính nó rau muống nhiều hơn đúng không? Nó dính cái nó chạy vô rau muống nó quắn trong hồi nào á, cái môi nó bị tép lỏng ra cái lỗ lưỡi câu móc á, lỏng ra từ. Ồ, con đó cũng không thua gì con trước à. Đúng rồi. Không thua gì con vừa rồi đâu. Thì like với đăng ký kênh nó không có tốn tiền cả nhà ơi. Thương tình ủng hộ anh em tụi con thì cho anh em tụi con xin một like và một đăng ký kênh, với bật chuông thông báo để đón nhận những video hay tiếp theo mà anh em tụi con ra mắt. Lúc chiều cái đoạn đi cắm á cả nhà, thì cái mic mà hai anh em của con đang sử dụng là nó bị trục chặt một số âm thanh, nó không có bắt được những cái đoạn âm thanh mà anh em con nói. Kim cái chuôi nó không chặt cái gì đó, lúc ăn lúc không. Đúng rồi, đi tới đằng kia em mới thấy cái chuôi nó bị lỏng. Chỗ này chịu cũng có gắm không ta? Có, đúng rồi. Dính không? Vẫn còn bình thường, chắc hết mồi nữa. Bẻ nó nè, chỗ trống dễ thấy đường. Dính nữa cả nhà ơi. Nè, nó. Nó chạy cá rô mà nó chạy rung cần luôn nè cả nhà. Để cả nhà coi nó chạy rung cần luôn. Để ngóc cái đầu lên kìa cả nhà. Gịch thôi mày, gịch. Ây da. Ây. Trời ơi, chỗ bệnh hàm luôn rồi. Chạy quá chạy. Rô cũng là cái rô này cũng được chứ không biết đâu. Giờ không dính con nào bự chúng ta. Được con cá rô nãy bự đó cả nhà. Thứ hai cá chê hồi chiều. Đúng rồi.
tại nay trùng mà mình là bị ấy chứ, nếu mà trùng trùng tươi á, trùng mới về ha là ngon lành, không có gì phải bàn cãi luôn. Mương này mà nếu mà có trùng tươi cắn cái là hết Tí bài luôn. chuột nó chạy trên cây kìa. Vậy chứ nó chạy đâu, chuột nó có giò đó chứ, bộ nó không có giò sao mà ngạc nhiên, nó có giò thì chạy trên cây chứ chạy đâu, giờ giáo bông nó ghê thật. Kìa 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 cả Đi nhà, dính cả nhà đây. ôi vừa rối cái đồng câu kìa, Cả nhà coi cái đồng câu nó liệt nè, vô sát luôn mấy cái nước luôn. Phải vô không? còn 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 còn, Cái gì vậy? cá chê cả nhà ơi, cá chê Con thứ ba. wow, khoan này nè cả nhà ơi, hàng 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 hàng, tôi theo theo Nè cả nhà, thấy liệt cần là thấy nghi nghi liền. Giờ anh Chí lấy kìm ra bấm ngạnh cả nhà. ghê lắm, mấy cái ngạnh này ghê lắm. Cá chê trắng thì ngạnh của nó đâm trúng vô mình là nhức lắm nha cả nhà. Đó, vậy đi rồi mình bóc nó mình gỡ dễ hơn. Hình như cá chê trắng hồi xưa có ông nào bị đâm với ngạnh, nhưng mà cá chê bự mà đâm vô làm Đang gì. gỡ cá mà đâm đâm hoài, đừng nói ba vậy đó. Em đâu biết. Cá chê cũng không thua những cá chê hồi chiều đâu cả nhà. Vịt con đọt là biết hay có hàng khủng rồi. Chiều xài xẹp xuống mé luôn đúng không? Cái đầu con này nằm sát mấy nước luôn. Nãy nó gạch xuống túc đi mé nó luôn, nó gạch xong cái hơi nó buông ra hơi nó gạch nữa. Rồi gáo quá rồi gáo cả nhà. Cả nhà thấy không? Bỏ cây kềm vô, cây kềm đem theo cũng cũng có ta. Gáo nè. Ờ, còn Gáo lái xe cộng dây coi nè. mình quắn quý con dây luôn rồi. Thì hai cái mic để mà âm thanh chất lượng hơn nó hết pin rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ là cá bự, cái gì mà giật còng cần cái thấy không, gì giật thấy kìa, thấy không, thấy thấy đây này nè, cá bự cả nhà. Ui, đồ phi, tụi nó có chơi đồ ghê nhất. Em chạy dữ vậy em. Mình thì cái mic nè kẹp cổ của hai anh em mình hết pin rồi cả nhà ơi. Nên là hai anh em mình quay bằng chất lượng âm thanh từ máy quay. Ghế cũng hết luôn rồi, sắp hết rồi. Có xe cũng đem. Giật quá giật mà. Tụi nó có chê nữa mà, không dữ. Giật miếng 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 dưới luôn, tụi nó có chê không á. Giờ mình đi vô trong đó mình thăm chỗ mà anh cắm trong kia chứ đi. Giờ dính thì lấy, không dính thì để cần luôn nè, sáng nổ cả nhà. Chứ hết mồi để chỗ rồi, ổi nè, ổi chính nè anh. Rồi cắn giòn dưới ông anh. Cắn nghe gục gục như này, thèm vậy. Dính rồi hả? Nổ chỗ chưa, há chỗ chưa được ăn nữa. Dính rồi cả nhà ơi. Mày cho cái gô nó mới thấy giật giật cái nhá hiu à. Được nhẹ quá. Cái gô thiệt. Bây giờ. Rồi cắm lại luôn chứ giờ hết mồi rồi sao? Không mà thì giờ cắm móc vô gì nè. Này chắc cũng hết mồi cả nhà. Ê, ê.
lôi cái lưỡi bay vào tới đó luôn kìa, dính như cái lục bình luôn, dính vô cây hết rồi. Mời cả nhà ăn miếng ổi nha. Còn từng chưa mà mọi hết rồi. Trùng mình quá dễ rồi. Chết dữ rồi. Ngồi thử anh. Quá ngon luôn ạ. Ngồi xuống tới góc luôn. Chắc là lương đó bạn, lương nó gút tới với xịn chứ. Gút sau thì có lương thôi cả nhà ơi. Lương nó cũng hảo trùng lắm á. Mà như là mồi, mồi thuốc á, mồi bột á. Dùng dùng gì là biết không dính. Mình vắt mình sỏi mình đâu có thâm gì làm được. Dính cá kìa. Dính lên cả nhà ơi. Cá gì anh thấy cũng nó lạng ngạn cái lưng mình. Cá gì không biết. Cá gì Goofy. Goofy nè cả nhà ơi. Còn cá phi nữa nha. Con này trầm trọng. Con này nhỏ hơn con nãy. Hết mồi thôi, Goofy ăn là hết mồi thôi. Chắc hồi mình về chắc 9 giờ luôn á. Đi cũng lâu rồi. Cắm nó tận gì mà sáng dễ. Dễ lắm. Dính cái này. Cái lo rồi nổi ngoài rất luôn. Cũng được hốt hội chót cả nhà. Giờ hết hồi dính con nào đỡ nấy đó sao vậy. Này số này giống như rô đồng nhiều, như rô đồng này cái này. Rô. Giờ trời thương trời cho ăn cho gì ăn. Dính nữa cả nhà ơi. Dính cả trời nó xe vô cái bao này nè. Cái này cá bự luôn cả nhà. Trắng bự hơn mấy con kia luôn, mấy con trước luôn á. Rồi con nó quấn vô bao nè. Nãy tới cần đằng kia thì hết dính rồi cả nhà. Giờ đảo là cái cần mà nãy dính cá Goofy bự ở chỗ cái cống này cả nhà. Dính ngon chê nữa nè. Đây, trên đây là ba con cá chê đúng không? Đây là ba con cá chê. Cá chê. Đây dính thêm con bự nhất trong đám luôn. Ôi, nó dãy răng tao nó để ăn. Vậy cho nó an toàn cả nhà. Mấy em này không có biết thương tình ai đâu. Ừ. Wow, con này mình cầm hơi bị quạm luôn á. Wow. Quá to cả nhà ơi. Trời ơi cả nhà nè, nhìn cá chê ngon nè. Quá đã luôn. Cho miệng. Rồi hết cái đường gỡ luôn. Nó cuốn vô đây luôn nè cả nhà. Nó cuốn vô cái bao này nè. Trời ơi. Rồi sao đây? Ừ, cụm dây này trúng ngay cần cụm dây nhỏ nữa. Hên. Chứ không thấy khó ăn nó à. Dây nhỏ này nó dai hơn hay sao? Dây nhỏ nó dễ đứt á. Dính cá bự nó sợ nó đứt, nó dễ đứt. Nó quắn xe thôi là đứt à. Mình hên, nhờ nó quắn vô cái bao này nữa nè. Nó gịch nó không đi á. Rồi hết cái đường lấy lử này luôn rồi. Mà đứt lử luôn rồi.
cả nhà ơi, dính được con cá trê khúc gốc gáo nữa cả nhà ơi, mà dạ, nó bị đứt lưỡi luôn nè. Bật máy quay không kịp, cái anh mình, em mình kêu anh mình đưa lên trên bờ đi, đưa nó đưa nó này, cái này chụp nó lại, đứt cái lưỡi, nó nuốt cái lưỡi luôn phải không? Lưỡi trong họng đó, đừng có chụp vô ngảnh không. Ý, cho nó quay bên giữa bên này nè. Con này cũng bự, không phải nhỏ đâu. Dạ, nó nhỏ đâu, con này bự đó mà. Cái lưỡi câu của mình nè, cái lưỡi câu mình ngồi dính đây nè cả nhà. Cái lưỡi đó cả nhà, chỗ lên tới mắt luôn. Cái vậy đứt lưỡi luôn trời. Cá nè. Nè, bốn con. Trong đây bốn con, con bự mới dính thì đằng nắp cống nè. Ba con nhỏ. Con này bự. Con này coi thứ năm đúng không? Quá đã. Con lấy nhé vô quy. Mới dính cá trê đằng kia chạy ra đây dính gì cá gì nữa nè cả nhà ơi. Con cá gì á, nó giật giật cái này. Lương không? Cá rô. Trời, cá rô chui xuống cái kẹt cây. Rồi. Không thoát được, tưởng nó thoát được mà không thoát được ha. Không thoát được đâu con trai à. Dính nữa cả nhà ơi. Cả nhà ơi, dính cả nhà ơi, giật giật cái cá chê cả nhà ơi. Ê. Cầm đi lên luôn. Trời ơi, đói. Cậy lên trên mé này đi. Lên trên mé này đi tính. Cá chê này nhỏ. Chè vàng cái gì á, chè trắng. Con này có bầu hay gì, nó bầu ghê á. Cả nhà, cái chè này cái chè nhỏ, xỉu luôn rồi. Quấn với cái cây ngọt nãy giờ. Vậy đó mình mới dám chụp vô. Chỗ nè, lưỡi dính khó dữ. Cá chê. Quá đã cả nhà ơi. Do là anh em mình hết vế rồi, hết mồi chổi rồi. Nên là đi giờ đi về cứ cần nào dính thì gỡ thôi cả nhà ơi. Giờ... sáng đi gom sao? Giờ dính là cứ gỡ thôi chứ hết mồi chổi. Nó ăn vế nhiều hơn trùng anh ơi. Không, trùng là mồi thuốc của nó đó. Nhưng mà tại vì có thì nó ăn thôi, cho từng này đi dây lại thẳng răng nè. Từng này cách mồi nữa rồi. Dính nữa cả nhà ơi, dính nữa rồi. Cá gì đây, cá này giật nhỏ. Cá rô. Cá rô thiệt. Thì nó giật ken câu nhẹ yếu xìu. Thôi cũng, con này cũng trọng ha. Con này cũng được chứ không có đáng tụi chê lắm. Có nuôi ngày nào đâu chê. Giờ là anh em mình đang trên đường đi về đó cả nhà. Thì cần nào dính thì gỡ cần đó luôn thôi chứ hết vế để mà chổi mồi rồi cả nhà ơi. Dính nữa cả nhà ơi. Cá rô. Gỡ lại thôi mà cũng im dữ à. Giờ cần nào dính là cần đó cho hết mồi luôn đó quay. Dính thì bỏ đi đi. Sáng đi gom. Sáng gom mấy từng toàn mồi dưới mấy từng kia. Lụm nữa cả nhà ơi, lụm nữa cả nhà ơi. Oxy là bùm, ba là bùm cá rô. Hết chạy em rồi. Hết chạy em rồi em ơi. Kinh này cá rô dữ à. Xíu nữa ruột nè. Cái mang xíu. Em. Bây giờ cũng khá rồi. Cái này. Cái này được ông tạ đổ rồi. Cái này đúng rồi. Giờ
mấy anh em con cũng cắm hết câu và đi thăm cũng hết mồi luôn rồi. Giờ mấy anh em con nè, vừa đi cắm với vừa gảo lại luôn là được nhiêu cá nè. Cá chê là đưa 5 con, 6 con. 5 con hay 6 con? 6 con. Ôi chú rồi. Con cá này bay dữ thật. Vậy. Ý sao con này cá ngạnh còn ngạnh. Anh bẻ chút xíu à. Không bẻ luôn. Bẻ luôn rồi. Con này hai con hồi chiều. Mình đâu có bẻ ngạnh đâu. À. Thì được đây nhiêu cá này cả nhà. Thì được 6 con cá chê. Ừ. 6 con cá chê. Dương mớ cá rô bao nhiêu được cả nhà. Và cần câu của mà mấy anh em mình thì cũng hết mỏi trơn rồi. Giờ chỉ là sáng là đi cuốn thôi. Giờ anh em con xin phép kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay thì cho anh em con xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ thì anh em con xin chào và hẹn gặp lại.